hello kính chào anh chị. Chào mừng quý anh chị quay trở lại với livestream nhận định thị trường. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2024 cùng với em Tuấn ITP. Hôm nay thì chúng ta đã có một cái phiên giao dịch khá là cảm xúc đúng không ạ? Hôm nay chúng ta đóng cửa ở 1279. Tăng nhẹ 0,29 điểm thôi. Là quanh mức tham chiếu. Nhưng mà có một cái tín hiệu đáng mừng là sáng nay khi mà chúng ta có cái nhịp chỉnh, em Tuấn cũng đã thông báo cho anh chị ở trong room khách hàng rồi. Sáng nay chỉnh sớm. nhất là một vào buổi sáng thì buổi chiều dễ có hồi May mắn thì chúng ta cũng đã có những cái nhịp đánh T0 trên chính những con cổ phiếu của mình Hôm nay chúng ta có một số mã cổ phiếu trần tím như là VTP, HVN, BFC Và đặc biệt là có FPT là một con cổ phiếu dẫn dắt đầu ngành công nghệ Cũng là một con cổ phiếu tăng mạnh trong ngày hôm nay, tăng 2,73% Hôm nay chúng ta có một cái bức thanh khoản vào buổi sáng tăng lên 431 triệu cổ phiếu chúng ta đã có một cái đà bán buổi sáng khá là mạnh nhưng mà lại được mua lại vào buổi chiều ha buổi chiều hôm nay chúng ta giao dịch index tổng cộng là giao dịch với thanh khoản 25.970 tỷ gần 26.000 tỷ thanh khoản như này là một cái thanh khoản em đánh giá là trung tính thôi nó không phải là là quá xấu nhưng mà cũng 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 không hẳn là là thiên về à, xuống tích cực nha anh chị chúng ta đang ở trong một cái tuần đáo hạn phái sinh và ngày mai sẽ là ngày đáo hạn phái sinh rồi mai là ngày thứ năm Hôm nay nước ngoài tiếp tục bán dòng, bán dòng rất căng 1511 tỷ. Trong đấy vẫn bán FPT rồi, bán Vinamilk, VPBank, bán Vinhome, VND, Vcombank, bán quỹ, bán Techcombank, mua lại HAH này, mua CTR, mua đậm một ít đạm Cà mau FRT, VTP. Tự doanh thì chưa có thông tin phải. Tự doanh này chưa có thông tin. về mặt VN Index VN Index thì như em đã chia sẻ với anh chị ở trong những cái buổi live à, những cái video trước ấy, thì chúng ta đang ở trong một cái sideways up một cái sideways up anh chị nhé và khi về vùng đáy thì em có để ở đây một cái mốc là 1268 rất có thể là về 1268 nó sẽ bật lên thì hôm nay chúng ta đã bật lên ở cái điểm thấp nhất của VN Index là 1270 mươi 70 thôi và đang sideways up đi lên lát nữa em sẽ cho anh chị thấy là rất nhiều cổ phiếu đang ở trong trạng thái siết cực kỳ mạnh và đã có cổ phiếu bật tăng rồi đã có cổ phiếu không chịu được nữa phải bật tăng rồi ok nha anh chị thì chúng ta đang có nhá rất là nhiều kỳ vọng anh chị có thể xem lại video hôm qua của em Tuấn về nhận định thị trường chúng ta đã view với nhau là sẽ có sóng báo cáo tài chính tháng 7 sẽ có những cái đà tăng mạnh và chúng ta sẽ có 1.400 trong những à, vài tháng tới còn trước mắt thì hôm nay là một phiên giao dịch em đánh giá là tích cực, tích cực cả về thanh khoản, tích cực cả về điểm số thì chúng ta giữ được ở 1.279 là ở cái vùng key của chúng ta 1278 278 giữ không phá cái khách sạn này không về một cái đà tăng một cái đà giảm mạnh hơn và chúng ta đang ở cái vùng biên dưới của sideways rồi anh chị nhé. đương nhiên là chúng ta đang chờ 1.250 chứ cái kịch bản này nó khó xảy ra lắm cái kịch bản này xảy ra với tỷ lệ, tỷ lệ rất là nhỏ và lượng cầu ở 1250 là lượng cầu nhiều em đánh giá là chỉ khi vỡ 1250 chúng ta mới phải xử lý thôi còn không anh chị vẫn phải view cho em đây là một cái giai đoạn uptrend một cái uh, giai đoạn mà thị trường đang đi lên và đây chỉ là một cái nhịp rung rũ thôi xác định đúng cái giai đoạn thị trường nó đang ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ không bị những cái việc là uh, bán mất hàng anh chị Tại vì nếu mà anh chị view là đau trên thì hoàn toàn mình có thể bán hết và ra ngoài đứng để chờ xem là lúc nào thị trường ổn định thì trở lại thì mình sẽ vào ok nha anh chị Còn khi mà mình đang ở trong giai đoạn Up và có những cái nhịp chỉnh, những cái nhịp rũ như này thì chỉ có xuống này anh chị mua thêm thôi Chứ còn không có chuyện là xuống chúng ta sẽ cắt lỗ trừ một số cổ phiếu như là VND vỡ đáy này Hay là Novaland với những cái thông tin rất là uh, xấu về mặt uh, tài chính đúng không anh chị Thì chúng ta mới phải xử lý thôi, còn không nhá ở những giai đoạn này chỉ có xuống thì chúng ta sẽ chờ mua Em đã có một danh sách rất là nhiều cổ phiếu Có thể mua được rồi, anh chị có thể quét mã QR trên màn hình Hoặc là bấm vào link ở trong phần comment Để em sẽ vào trong nhóm, em sẽ giúp đỡ anh chị Có những cái mã cổ phiếu tín hiệu Để anh chị có thể lựa chọn nhé Em sẽ không phím cho anh chị là chúng ta phải mua cổ phiếu nào Sẽ có một loạt rất là nhiều cổ phiếu Để anh chị có thể tha hồ lựa chọn thôi Rất nhiều cổ phiếu về để mua anh chị Ok, đấy là về phần thị trường hôm nay chúng ta sẽ xem qua về ba cái mã cổ phiếu rất nổi bật trong ngày hôm nay thứ nhất là VTP VTP thì chúc mừng anh chị nào đã xem livestream của anh Tuấn cũng như là anh chị dùng khách hàng ha thì chúng ta đã có VTP bắt được ở điểm break là hôm ngày 13 tháng 6 thì hiện tại target của chúng ta là 94 sắp đạt được rồi sắp đạt được target rồi cái này thì tùy anh chị lựa chọn để chốt lời thôi lý do tại sao chúng ta lại bắt VTP và tại sao hôm nay VTP lại có một cái cây tăng trần trong một cái giai đoạn mà thị trường nó không quá là đẹp như này thì phải nói đến việc là VTP nó đang đánh đơn lẻ. Nó đang đánh đơn lẻ. Và cái nhịp tăng tiếp theo của VTP này nó không phải là một nhịp nước rút để gọi là tăng trưởng đâu. Mà hiểu rõ về VTP thì nó đã có một cái nhịp tăng từ trước đó rồi. Đây nhịp tăng này anh chị. Đã có một nhịp tăng rất là mạnh trước đó rồi. Và đây là cả một cái quá trình dài để phân phối của VTP. Nó kéo dài suốt từ giữa tháng 3 cho đến tận giữa tháng 6. Và sau khi phân phối ở đoạn này xong Thì nó sẽ kéo lên để tiếp tục phân phối tiếp Chứ còn một lượng hàng rất là nhiều ở vùng dưới này Thì không thể nào mà bán hết ở ngay trong khoảng 2 đến 3 tháng được Bán hết ra thì có mà có mà sàn liên tục đúng không anh chị Thì đúng theo những cái à, kinh nghiệm của em Tuấn thôi Thì chúng ta đã có một cái vùng tích lũy ở đây Và ngay khi nó break khỏi cái downtrend này Đấy anh chị ở trong nhóm tín hiệu free Em vừa mới đóng cái tín hiệu free để để chăm sóc cho khách hàng thôi còn trước đó như anh chị ở trong nhóm thương hiệu free thì cũng vẫn đang được hưởng lợi từ cái mã VTP ấy, trong một cái giai đoạn giảm chúng ta ăn được uh, đâu đó khoảng 13 rồi Đấy, mai thì lên được target thì có lẽ anh chị sẽ tùy kỳ vọng mà chốt thôi nhưng Tuấn thì ít nhất ngày mai em sẽ chốt khoảng 2 phần 3 Đấy, tại vì tại vì hiểu đúng <laughs> Đấy, tùy view của mỗi người về cổ phiếu thôi như view của em về VTP thì nó chỉ là một nhịp kéo lên để tiếp tục phân phối thì không tội gì mà chúng ta phải nắm quá là dài đúng không anh chị thì có thể nắm với một cái tỷ trọng nhỏ thôi ví dụ hàng mình vốn đẹp rồi có thể nắm 1 phần ba cho đến 1 phần hai cho đến hết sóng lúc nào giảm thì giảm cứ nâng dần chặn lãi đi thôi còn không đạt target thì chúng ta cứ chốt để có tiền đánh ngắn thì em sẽ cho anh chị những cái mã cổ phiếu ngon hơn nhé rồi chúng ta sẽ nằm chờ còn giai đoạn này nếu anh chị mà đu chân tím này thì rất dễ là hàng về là bị lỗ anh chị nhé tại vì chúng ta đang là một giai đoạn sideways đúng không ạ em đã view với anh chị là giai đoạn sideways chưa có break đâu chưa có một nhóm ngành dẫn dắt nào cả vậy thì nếu mà mình mua ở ở giai đoạn này mà mình đu trần ví dụ như dgc hôm qua thì đu trần khả năng hàng về chưa chắc là đã có lãi đâu mà đôi khi là lỗ đấy và những cái cổ phiếu như dgc nhá nếu mà nó không break hẳn lên nó chỉ break đúng một phiên vậy thôi à, điểm break trong nền thì rất có thể nó sẽ đi ngang thêm một hai tuần nữa thì rất là áp lực trong uh, ngắn hạn cho chúng ta nha anh chị nhá đấy vậy thì chúng ta sẽ phải mua những con cổ phiếu nào mà đang ở trong cái giai đoạn là uh, chờ chờ break có rất nhiều cổ phiếu lát nữa em sẽ chia sẻ cho anh chị một vài con ha Ok, tiếp theo là con BFC. BFC nói đến cái form của nó là một cái form mà đi ngang rất là lâu rồi. BFC là một trong những top cổ phiếu khỏe đã lên vượt đỉnh và tích lũy ở trên này. Sau khi uh, có một cái nhịp rung rũ khá là sạch sẽ ở phiên ngày 14 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 thì chúng ta đã bắt đầu có sự quay trở lại bật tăng trở lại của BFC. Như này là break rồi, break khỏi nền rồi, break đỉnh luôn. BFC sẽ vào nhịp tới khả năng sẽ vào một cái nhịp tăng rất là mạnh. Để mua đẹp của nó để mua 35 Đấy, rất là chúc mừng anh chị đã mua được BFC vùng giá 35 nha em thì em có view cho anh chị để mua đấy, Tuy nhiên là bản thân em thì thì cũng đã không bắt được chỉ có anh chị khách hàng bắt được thôi em Tuấn thì lúc đấy là mải hỗ trợ anh chị quá là quên mất không đặt lệnh thì nó chạy mất đấy, chạy chạy mất ở cái phiên ngày 18 tháng 6 này đấy, còn lệnh khớp thì em có tư vấn ở lệnh 35 rất là đẹp luôn anh chị tại vì ở đây nhá nếu anh chị nhìn thấy mờ mờ ở đây rõ ràng là thấy một cái một cái uh, cái tín hiệu Bollinger của em Cái này thì cũng uh, có nhiều anh chị hiểu biết về phân tích kỹ thuật thì cũng có biết Thì ngay khi mà Bollinger đang, đang bò hẹp lại này, này Thì đâu có giảm được nhiều hơn đúng không ạ Thì cũng đang chờ thêm để bắt thôi Thì thì rất là may mắn cho anh chị nào bắt được BFC Chúng ta đã có một cái khoản lợi nhuận khoảng 11% rồi Anh chị sẽ tiếp tục giữ nha uh, Hôm nay đu một chu trần BFC thì chưa chắc là đã có ăn Đấy, Nhưng mà tỷ lệ có ăn thì em nghĩ là vẫn cao thôi à, Rất là cao khả năng nhịp tới BFC có thể chạy được khi mà nó đã rũ thành công rồi và rất nhiều những form cổ phiếu khác đang ở trạng thái rũ anh chị hoàn toàn có thể vào nhóm để em có thể chia sẻ cho anh chị nhé hoặc là nhắn tin số điện thoại của em trên màn hình là 0846 Ok anh chị Đấy là chia sẻ với anh chị về cái form đã rũ nha Trong một cái thị trường mà nó sắp tèo ấy thì không có cổ phiếu nào mà rũ lên thôi nó rũ xong nó bật break lên thôi anh chị nó chỉ có kéo lên để xả nốt hàng thôi thì mình xem thử con BSC này xem nó có phải là một mẫu hình dẫn dắt trong những nhịp tới không nha Và thứ ba là có FPT tại sao em Tuấn không hề cầm FPT nhưng em Tuấn lại rất vui khi FPT tăng. Tại vì nhóm công nghệ là một cái nhóm dẫn dắt ở trong giai đoạn vừa rồi. Mặc dù nó không có ảnh hưởng lớn đến vn index nó không có đủ vốn hóa để ảnh hưởng lớn đến vn index tuy nhiên nó là một trong những nhóm dẫn dắt và FPT chính là con dẫn dắt đầu ngành ở trong cái nhóm công nghệ. thì hôm nay FPT tăng em đánh giá là một cái hiệu rất tích cực cho thị trường của chúng ta và thậm chí là trong giai đoạn tới khi tiếp tục đi ngang với FVD tăng thì chúng ta sẽ sớm có những cái đà qua trở lại nhất là sau cái cú rũ vừa rồi thì chúng ta sẽ xuất hiện thêm một cái nhóm ngành dẫn dắt mới để nhóm ngành nhóm ngành dẫn dắt đấy là gì thì rất có thể là thép anh chị nhé có thể thôi chưa có một cái tín hiệu gì để con cả đấy, tuy nhiên là giai đoạn tới khi mà có một cái nhóm ngành đủ sức ảnh hưởng đến vn bao gồm banh chứng thép bất động sản hai trong bốn cái nhóm ngành đấy thôi nó đi lên chứng thì khả năng có rồi và thép thì khả năng là nhóm ngành ở à, dẫn dắt chính khả năng thôi anh chị nhé thì lúc đấy VNX sẽ vào một cái đà bùng nổ rất là mạnh và có thể lên 1.400 trong vài tháng tới đâu đấy là những cái view của em về thị trường và cũng như là ba cái mã cổ phiếu này thì có lẽ để chia sẻ với anh chị một vài cái con cổ phiếu mà có thể đang ở trong trạng thái rũ đi ở trạng thái rũ thì có thể xem như là con à, à, đợi em một chút nhá hôm qua thì em có chia sẻ với anh chị một số phong cổ phiếu giống hh rồi đúng không hôm nay chúng ta có DDV cũng rũ nhưng mà đã bật tăng rồi này. DDV thì nếu mà có quay trở lại thì vẫn có điểm mua thôi. Một con nào đó, còn PVB, đấy, con này thật ra là em rất quý anh chị em mới chia sẻ trên trên video đấy. Còn không là em chỉ chia sẻ cho các anh chị khách hàng thôi. Thì nó cũng đang ở một trạng thái rũ rồi sau khi bật tăng lên này, đi ngang rất là lâu không thể vượt được. Đấy, đã có những rất là nhiều nỗ lực vượt của PVB hiện tại nó đang ở trạng thái rũ rồi. Và nếu như có những cái điểm mua đẹp, em sẽ nhắn tin lên cho nhóm để cho anh chị có thể mua nhá, tham gia PVB và kỳ vọng nó một cái nhịp ít nhất là một cái nhịp bật tăng khoảng 10% giống như cả BFC anh chị nhá và xa hơn có thể là một cái mẫu hình dẫn dắt thị trường dẫn tới ngoài cái mẫu hình em đã chia sẻ trong buổi livestream ngày em à trong buổi trong video ngày hôm qua ok nha anh chị cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã theo dõi em Tuấn anh chị cho em xin một like và một comment trái tim ở phần bình luận nhé em Tuấn sẽ hỗ trợ miễn phí nha anh chị nếu anh chị nhắn tin đến số điện thoại của em 0846 199 hoặc là anh chị join vào Zoom để trở thành khách hàng của em Tuấn thì rất là dễ thôi. Anh chị chỉ cần bấm theo link à, em có để ở trong phần bình luận hoặc là trong phần mô tả, mở một tài khoản SI. Trong lúc mở thì anh chị gán một cái mã giới thiệu là Y610013 là em sẽ add ngay anh chị vào nhóm khách hàng. Trong nhóm này em sẽ không phí anh chị vào một mã cổ phiếu nào riêng biệt cả mà em sẽ có rất là nhiều tín hiệu. Anh chị có thể lựa chọn ngay anh chị. Và chúc mừng anh chị nào đã là khách hàng của em và đã có lợi nhuận đối với mã VVT khoảng 13% và à, ngày mai nếu mà anh chị có chốt thì nhớ cho anh Tuấn xin một uh, cốc cà phê vào cái số tài khoản em ghi ở trên màn hình nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại gặp lại các anh chị vào trong uh, video nhận định thị trường vào chiều mai.